Tiếp theo combo số 4 nha quý vị. Combo này có 3 cây nha, 223 cái ship nha quý vị. Anh em nào mua vô lòng chuyển khoản trước nha. Đầu tiên này cái chọc kiến nè. Rồi. Cái số 2 là cây nguyệt quế nè, đang có bông có trái luôn nha. Dáng đổ đổ vậy nè. Cành nhánh luôn cũng bài bản lắm rồi nha. Này cũng có ông bạn bán nha quý vị. Bán giùm ổng luôn nha quý vị. Hai cây ha. Cây số 3 là cây dừa đọt đỏ ha. Đó, dừa đọt đỏ nha. Đỏ đọt hồng gì đó. Rồi ba cây 220 xuống luôn quý vị ơi.